Chào mừng anh em đang quay trở lại bằng hai tặc bình Red. Chúng ta đang có mặt ở một chapter siêu bùng nổ của One Piece với số 1096. Chapter này cho thấy được cận cảnh của mặt từng kẻ cầm cán xuất hiện tại biến cố Goldfly, biến cố lớn nhất nhì lịch sử thế giới trong 800 năm trở lại đây. Và 38 năm trước, Goldfly trở thành trung tâm của mọi sự bàn tán. Ở đây những nô lệ gây ức chế và lòng tin và người dân bản địa sẽ là con mồi. Những thánh hiệp sĩ và lòng tin khác sẽ là kẻ đi săn tích điểm rồi chọn ra nhà vô địch. Nhà vô địch giải đấu này sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng đặc sắc, bao gồm những trái quỷ siêu mạnh, siêu bá đạo. Họ có thể ăn hoặc là sử dụng vào mục đích riêng của mình tùy ý. Và cuối cùng thì với sự can thiệp của một nô lệ bé con có tên là Zenny, tin tức giải đấu 3 năm một lần được tổ chức lần này tại Goldfly đã bị loan tin ra bên ngoài, khiến những thế lực hải tặc khác thèm khát và đến đó. Ngoài ra thì còn một số lý do nữa nằm trong vòng bí ẩn mà tác giả Oda không phun ra cho người xem được biết. Chẳng hạn như Sanji tóc đỏ được nhặt ở Goldfly, vậy thì Sanji là con của ai mà bị vứt trong rừng kho báu? Bạn Roger không thèm khát trái ác quỷ, nhưng vì sao muốn chiếm đoạt trái ác quỷ? Với chẳng họ muốn bán để kiếm lộ phí hành nghề cướp biển. Cùng với đó là những bí ẩn mà đến nay chúng ta chưa có một lời giải xác đáng nào. 38 năm trước, hải tặc toàn những tay to mặt lớn quy tụ chung với nhau trong một bang. Có đánh nhau thì cũng nhắm vào chính phủ, thánh hiệp sĩ hay là ngụy Latin. Chứ còn hải tặc bây giờ thấy đồ đốc chạy phọt hết cả ra bên ngoài. Ok, vậy thì những diễn biến và nội dung chính chapter 1096 này có gì mà hấp dẫn đến như vậy? Mình sẽ cung cấp cho anh em ngay bây giờ. Nếu như các bạn chưa đăng ký và nằm trong số những người xem miễn phí thì hãy bỏ ra vài giây ngắn ngủi để thao tác đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho mình nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chapter 1096 có tiêu đề là Kuma Chi. Đây là cái tên thân mật mà cô bé Zenny đặt cho Kuma. Và dường như chapter này cũng cho thấy Zenny là vợ của Kuma chứ không phải là một ai khác. Và chắc chắn là Zenny không phải là mẹ của Luffy. Theo như đã thấy thì Zenny là nô lệ chứ không phải là một cô gái có xuất thân hoàng gia. Họ đã cùng đến Sobek, quê hương của Kuma, để sinh sống một cuộc sống bình thường nhất, vui vẻ nhất. Vì Kuma trở thành bảo chúa của Sobek như lời cởi chưa được tiết lộ ở chapter này, có vẻ sẽ cần chờ thêm để biết được biến cố gì xảy đến, khiến cho Kuma từ một người đàn ông vui vẻ, hiền lành, tốt bụng, lại trở thành một kẻ bị dân chúng Sobek căm ghét. Ở Chambi, chúng ta nhìn thấy được những con trồn đang chơi đùa, mở nhạc nhảy múa các kiểu khiến cho Zoro nhức cái đầu. Đã vậy, có đứa còn lấy thanh kiếm qua đôi Ichimonji của anh ta ra đùa giỡn. Đây là một trang bị được vẽ theo yêu cầu của độc giả, không có sự liên kết mạch truyện như phần mini story thường thấy. Mở đầu trong 1096, Tân Thiên Long Nhân dẫn chương trình tuyên bố rằng trò chơi sẽ bắt đầu sau một thời gian ngắn nữa, các nô lệ hãy chạy trốn, càng nhanh càng tốt. Họ vẫn bị xích tê lại, trong số những nô lệ còn có cả những đứa trẻ chỉ vừa mới chào đời, thật sự là quá sức tàn nhẫn. Ở trên sân khấu là 6 chiếc rương đựng 6 trái quỷ như đã cung cấp từ trước, ngoài ra thì chính thánh kỵ sĩ cũng đã đứng thành một hàng ở đó quan sát những nô lệ trốn chạy. Cận cảnh khuôn mặt của một số thánh kỵ sĩ được nhìn thấy, và trong đó có Galen, một người phụ nữ mang khẩu súng trường, đội một chiếc mũ có biểu tượng của chính phủ, một người đàn ông mang mặt nạ phòng độc có số 46 với thanh kiếm ở trên tay, hay một phụ nữ có mái tóc sáng màu với trang phục khá giống cầm nương. Các nô lệ ra sức chạy trốn trong cơn hỗn loạn và họ cảm thấy đau đớn xót xa biết chừng nào, nhưng phải cắn răng gắng sức mà chạy, và bọn lòng tin đã bắt đầu nổ súng. Tiếng la thất thanh, tiếng kêu gào vang khắp hòn đảo trong tiếng súng và binh khí chèn chát. Tiến cảnh sang căn cứ hải quân, chúng ta nhìn thấy được chính là Công. Ông không được giới thiệu chức vụ khi này. Công liên lạc với Gap thông qua Dedemusi. Ông yêu cầu Gap hãy đến Goldfly vì có những chuyện khủng khiếp sắp sự diễn ra. Chúng ta nhìn thấy được Gap đang nằm nghỉ dưỡng một nơi nào đó. Có thêm vài cô em từ phía xa xa. Ông còn hớt sáo nghe nhạc và phiêu, phơi như con tơi tơi. Khi nghe Công thông báo, Gap giật bắn người và nhận ra có thể kẻ thù mà ông theo đuổi bao lâu này, Roger, cũng đến Goldfly rồi tức tốc lên đường. Trong khi này ở Hachinosu, băng rock cũng đã khởi hành, những thành viên cộm cán nhất tụ tập ở trên thuyền, chuẩn bị đến Goldfly náo nhiệt. Trở lại với thung lũng thánh, những nô lệ bắt đầu đã dính đạn và ngã xuống, một số người bị giết chết bởi kiếm, những tên long tinh đeo cái nồi cơm điện ở trên đầu cùng bộ trang phục phi hành gia để nhận diện lẫn nhau. Còn những nô lệ sẽ mang trang phục với hình tròn đồng tâm sau lưng, giống như một cái bi để tập bắn. Chúng ta nhìn thấy được cơn khát máu của thánh Kalin, hắn không ngừng giết chóc, nô lệ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn như là rơm rạ. Ivankov đã đứng lên kêu gọi mọi người hãy cùng nhau lập kế hoạch thoát khỏi bọn lòng tình. Bọn chúng là ác quỷ đội lốt, một số người cảm thấy sợ hãi và không muốn tham gia. Để tự do hơn thì Ivankov đã nhờ một nô lệ người cá dùng hàm răng sắc nhọn để cắn đứt sợi xích. Zenny được cho biết là một siêu trộm, cô ấy đã sử dụng những con Dedemusi kết nối với nhau để nghe ngóng tin tức và biết được những thứ rất quan trọng. Từ 2 tuần trước đó, Zenny biết được những trái ác quỷ cực kỳ mạnh sẽ mang đến Goldfly, nên đã tung thông tin này ra bên ngoài cho các thế lực hải tặc biết. Những ai thèm khát sức mạnh trái quỷ hay giá trị của nó sẽ đến vùng đất này. Và khi đó thì mọi diễn biến là cực kỳ hỗn loạn, để nô lệ trốn thoát dễ dàng hơn. Chúng ta nhìn thấy được những trái quỷ như là thanh long, đệm thú là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Và nếu như các nô lệ có thể tiếp cận với những trái quỷ đó thì có thể tìm thấy được cơ hội thoát thân khỏi vùng đất này. Đó là con đường duy nhất rồi. Tuy nhiên thì cần có người tham gia cùng, tỷ lệ đánh cắp trái quỷ thành công sẽ cao hơn. Dù kế hoạch rất tuyệt vời, nhưng đại đa số các nô lệ đều cảm thấy sợ sệt, họ không dám đấu tranh.
Lúc này Kuma đã xung phong, Kuko cũng đã bị bắn vào trong lưng. Cơ thể cường tráng và mạnh khỏe của tộc Buccaneer đã giúp cho Kuma không hề hoảng gì. Và như thế, những nô lệ có khát vọng sống mạnh mẽ nhất đã cùng nhau tìm đến vị trí cất giấu những trái ác quỷ. Trong khi này ở bên kia bờ biển, tàu hải quân neo đậu đã bị bắn phá, một chiến hạm bốc lửa cháy dữ dội. Lá cờ của bang hải tặc Rob dần lộ diện, chính họ là những kẻ đã tấn công. Hải quân phát lệnh đáp trả lại, nhưng mà tàu của Rob cứ hừng hực khí thế lao đến tông nét tàu của hải quân trước mặt. Tất cả các thành viên chủ lực trong băng Rob đều nhìn thấy với hình ảnh của họ khi còn trẻ. Người tiên phong là Râu Trắng, trên vai của ông ta là Miss Buckingham Tessie, người phụ nữ tự nhận là vợ của Râu Trắng, và giữa hai người họ có một đứa con trai ruột thừa. Bên cạnh Râu Trắng còn có một người phụ nữ khác với cái tên là Gloriosa, không ai khác chính là cựu nữ vương của Amazon Lily trước Saki và Hancock. Cô ấy có một con rắn quấn quanh người để đặc trưng của chiến binh tộc Kusa hùng mạnh. Sau Gloriosa chính là Saki, sư tử vàng không cột chân mà dùng hai thanh kiếm, trong số 21 thanh đạo vũ kiếm cùng điếu xì gà ở trên miệng. Hình dạng của Saki chuyển thành hơn khi mụ Higurashi đã biến thành. Bên cạnh Saki là thiên trưởng Zon, kẻ cầm chai rượu tu ẩn ợt trong chiến trường. Còn Big Mom với Romanthus trên tay cùng Napoleon ở trên đầu, chúng ta không hề nhìn thấy được Zeus. Cô hôm mới tội nghiệp bị bả nhẫn tâm cho Hera Tap ở Wano, nó đã trở thành bề tôi trung thành của Nami hiện tại. Về phía Kaido, ông ta còn khá trẻ, lại mốt trong băng, nhưng tánh thì nóng nhất ở trong dạng anh chị với Kaichi tổ trẻn. Xem chapter này mới thấy Kaido nhỏ bỉ làm sao. Ngoài ra thì chúng ta còn nhìn thấy cận cảnh hai nhân vật khác. Một người đội chiếc mũ giáp có bộ râu, khá giống với người xuất hiện cùng thiên trưởng Zon ở Thrill Park. Cùng với đó là khuôn mặt bí ẩn mà chúng ta không hề biết là ai. Nhiều người nghĩ đến Rock Decibet, nhưng mình cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây. Có vị Rock Decibet không được mô tả, mà hai nhân vật này dường như là Rêu Bạc và Ngũ Phong. Trong khi đó thì ở phía khác của hòn đảo, một vụ nổ cũng được nhìn thấy. Bộ lâm tinh tức giận khi mà trò chơi bị phá đám. Người tấn công lần này chính là các thành viên ở trong băng Roger, và chúng ta nhìn thấy được ba nhân vật chủ lực bao gồm Goldie Roger, Silver Riley và Copper Gaban. Cùng với các thành viên khác như đã thấy, khi mà Roger tìm ra Wanbi, có một người mang trang phục khá giống với chiến binh người khổng lồ Ebat. Đối đầu với họ chính là thánh kỵ sĩ Galen. Ở cuộc chiến này thì Haki Bá Vương nổ ngút trời, khiến cho ai nấy cũng hết sức kinh ngạc. Những nô lệ đa số họ đều có con nhỏ trong tay, một ẩn ý khá thú vị liên quan đến việc đứa trẻ bỏ rơi trong chiếc rương kho báu. Ở phía của hải quân, chúng ta nhìn thấy được hai nhân vật quen thuộc là Gap Nam Đắm cùng với cánh tay phải Bogart. Một vụ nổ được nhìn thấy trong khu vực chứa những chiếc rương. Khi này trong tay của Kuma là trái Nikiu và trong tay của Ivankov là trái Thanh Long. Chưa biết làm gì thì Big Mom đã nhảy sổ từ đâu ra, chưởng cho Ivankov một phát, làm cho trái quỷ Thanh Long rơi vào tay của Big Mom. Big Mom ra tay tóm luôn trái còn lại thì Ivankov yêu cầu Kuma hãy ăn nó đi. Kuma cặp phát đầu tiên và sử dụng năng lực của trái quỷ đệm thủ khiến cho Ivankov cực kỳ vui sướng. Hỡi nhân ngày sau đó, Kuma đã bị Thánh Satan tặng cho một cú trời giáng vào trong đầu. Lửa cháy ngùng ngục phía sau, tia sét đen nổ lách tách xung quanh. Kuma lầm cầm bò dậy và oán trách thế giới vận hành không công bằng. Cậu ta nếu như có quyền lực ở trong tay thì sẽ giúp đỡ mọi người như thần Nika. Thánh Satan trừng mắt cho biết đó là lý do mà chủng tộc Kuma còn phải bị xóa sổ. Ở phía xa của Godfrey, Haki Bá Vương dày đặc khiến quy mô trận chiến này hết sức khủng khiếp. Chiến cảnh Sensobet, vùng đất quê hương của Kuma. Khi này Kuma, Ivankov và Zeny đã thoát khỏi cuộc chiến. Họ có mặt trong một nhà thờ ập ẹp và hào hứng với sự tự do. Ivankov quyết định sẽ ra khơi để phiêu lưu, còn Zeny thì quyết tâm ở lại với Kuma. Ivankov bị mai cô bé, đừng có trở thành gánh nặng cho Kuma thì khiến cho Zeny tức giận. Sau khi chia tay Ivankov, Kuma sử dụng sức mạnh thể chất của mình để chạy củi để bán kiếm tiền. Nhìn thấy Kuma dị biệt thì bọn trẻ trong làng đã ném đá tấn công, khiến Zeny tức giận. Cô bé sử dụng vũ lực tấn cho bọn nhóc thâm tím hết cả mặt mày, khiến chúng khóc đềm lem. Còn Kuma thì dùng năng lực của trái đệm thú lấy ra nỗi đau trong cơ thể của bọn chúng, khiến chúng ngạc nhiên. Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục từng ngày như thế. Ở trang truyện cuối cùng, cả hai cùng nhau ăn uống và mỉm cười hạnh phúc trong căn nhà thờ ập ẹp đó. Khả năng ăn của Zeny là cực kỳ khủng khiếp, khiến cho Kuma phải nhường phần ăn của mình cho cô. Và Kuma gọi Zeny là Zeny Phàm Ăn, còn cô bé gọi Kuma là Kuma Chi. Rồi sau đó nhìn ra bên ngoài cửa sổ, họ bật khóc cho những sự cơ cực của mình đã từng trải qua. Nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, của sự tự do, số đi nỗi bất hạnh của cuộc đời. Kết thúc chapter 1096, tuần sau chuyện vẫn có.